Thôi tiếp tục, nay thì mình chia sẻ với các bạn và mọi người cùng xem ha. Thì đây là cái cảnh những chiếc tàu ở Kiên Giang, tất cẩu Kiên Giang các bạn. Thì hiện tại là ở sông Cái Bé ha. Thì lúc này thì tình trạng tàu đang cập vào bến rất nhiều luôn các bạn ơi. Thì đây, hiện tại đây cũng có một chiếc đang chuẩn bị cập vô ha. Rồi mời các bạn và mọi người cùng đón xem nha. Rồi cái này chiếc cái nha các bạn. Rồi đôi mà chiếc cái ha. Rồi. Này có cọng không mà sao chảy bị nghiêng bên dữ vậy ta. Rồi ở phía kia con chiếc cũng đang ra các bạn. Đang chạy rất chạy về bến đó ha. Chứ lúc này thì không có đi nữa đâu các bạn ơi. Rồi quay lại chiếc này đi các bạn. Nói đi. Rồi em hỏi đường này xuống phà được. Được. Đây là. Được được. Dọc cái cầu đấy không? Đúng rồi. Rồi đang vô các bạn. Này anh sẵn dày dữ rồi. Trời ơi gần tới phân cách là chổi dày ha các bạn. Cái gì vậy cũng dày nặng lắm các bạn ơi, có anh chổi cũng dày muốn nổi luôn á. Thì nói chung thì chiếc này đang vô cái chân chỗ cái bến này nè các bạn. Thì cái bến này là chuyên về là làm những cái cá, công ty sản xuất bột cá đó các bạn ha. Nói chung thì nó cũng có mùi đó các bạn. Cấp phăng đó ha. Đang con chiếc anh đang kéo vô dữ rồi. Rồi gần tới đó các bạn ơi. Ồ nẹt kìa. Cái này về ra hay gì. Rồi thì ở đây có một chiếc chấu các bạn đang hút chấu lên nè, có một em cũng khá là xinh nè, chắc của chủ ghe đó các bạn. Rồi chủ ghe đó nó nghiêng nó chen nhau gần nổi thôi. Cái này nung tới chút tới một xíu các bạn. Dạ cái gà chấu ở ngoài luôn rồi nè. Đạp rồi. Rồi dưới chen được luôn kìa. Chen vô được luôn rồi các bạn, hay ghê không? Cái gà tài công này chạy giỏi á. Rồi đây cái em mà ai nè. Khá ngon các bạn ơi. Bơm mà chấu ha. Chấu giờ là người ta hút trên sông các bạn, như là bơm cát vậy đó. Nhưng mà cái này người ta hút khô các bạn ơi. Đây là cái ống hút đó ha. Các bạn dĩ nó cho nó rớt xuống. Rồi phía đây có một siêu phẩm quá đẹp các bạn. Này con kè đi luôn kìa. Mình lấy xuống ủ ha. Thank you.
ở trên nụ được sơn sửa lại các bạn ơi. Xe tải theo à. Còn quay lại cái chiếc bầu đang chở cháu nè các bạn. Để nãy nó xây lại luôn rồi nè, thấy không? Rồi âm thanh hơi bị gió chút xíu các bạn ơi, tại mình đứng trên cầu ha. Theo các bạn cái ống nó hút lên các bạn ha. Cháu lên ha. Là ổng mũ thôi các bạn, nhưng mà nó có đổ đằng hồi đó các bạn, muốn bẻ đâu bẻ. Rồi quay lại cái này chạy kè được tới đây các bạn. Căng dây kéo vô hết ta. Anh này anh căng dây kéo vô các bạn. Trời ơi sao kéo nổi. Cầu chui ra nữa đây các bạn ơi. Rồi tiếp tục này cũng tải thôi các bạn. Tải mà có cẩu nữa hả? Này không phải tải rồi. Này những chiếc cầu viết hết ta. Chiếc này là chiếc cầu đực đó các bạn ơi. Hết hồn nhà ghe các bạn. Nói chung thì hiện tại ngày hôm nay ha là chưa ghe chưa có vô hết đâu đó các bạn ơi, cũng còn đang ở ngoài biển đang tranh thủ vô đó nha. Nói chung thì ồ chứ vô lại chạy quá với ta. Không kịp lòng, không kịp lạc, không kịp giữa, không kịp lòng, không kịp rồi bốn mấy. Bô luôn cả.
coi là các bạn dàn ghe đậu coi là thấy không, các bạn cái dàn ghe này nè đậu coi là cách cái con sông mà mình nói xong cái bé thật chắc nó cũng lớn lắm nghe các bạn, mà coi đậu hết trơn luôn các bạn. Còn cái chân chỗ cái cầu mình đứng nè các bạn thấy không, đây là nó khoảng trống như gì nè, nó mà ghe chỗ cái dàn ghe này nè đậu cái kiểu này nè các bạn, vừa đó nghe các bạn còn vô nữa ha. Rồi thì mời các bạn các anh em cũng cùng đón xem cái kênh của mình sẽ tiếp tục ra những cái video của những chiếc tàu đang chuẩn bị vô ăn Tết, đón Tết Tân Sửu không, năm mới của năm 2021 ha. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các anh em.